Ulak, ulak, Let's ulak. go last time. Lava Miner with Snowball against KK. Yeah, Royal Box. And two wins. When he went up against Jack in V2, he went up. He went with literally like the quote unquote goblin deck. Goblin Cage, Goblin Barrel, Goblin Gang, Dark Goblin, and then Mega Knight and Royal Giant. And then lost. But the Giant này mình nghĩ là Lắc chơi bị down rồi, Lắc chơi bị down rồi, và Lắc chơi like next. Yeah, mình thấy là có thể là Jack sẽ chơi Giant, Skeleton và Clone. And the last one, BM. So pretty standard, lots of bad decks from Jack. I would say Japanese. Chơi gì đây? Mình không biết là họ chơi gì đây. Thực ra là khi các bạn chỉ cần thả một vài quân là họ đã biết định đánh rồi. Và khi họ trong đầu họ sẽ suy nghĩ luôn là sẽ lối chơi như nào, sẽ là giữ lại con này như nào. Vì vậy là các bạn chỉ cần turn đầu tiên mà các bạn gọi là turn đầu tiên mà các bạn thả một cái outside pole thì cái là gọi là thôi xong rồi. Và thôi xong rồi. Keep on cycling, trying to mess up. Yes, they are not playing a cycle deck. Yeah, of course. I think a bit now, maybe. And if you do that, if you stay with the cycle deck, then you're able to win. Maybe Peter, maybe. Piece of the game instead of following your opponent. Golem. I think that's one of the reasons why. Maybe the cycle decks are in meta. The Japanese players and teams, they do so well because they're so I see both. Used to playing the cycle. I don't think they the pace of the game. Là using Igbo. I don't think Whipshot? Maybe. Yeah, we're seeing signs of promises that they will be at least having two. Oh, Royal Giant! Vanilla Royal Giant! This person! Royal Giant! Oh, Royal Giant! Executioner! No way! No! Okay, GG! I think Igbo Master using Final Form deck. Final Form deck. Oh my so god. Final Form. Anyone know Final Form deck? Yeah, he play. He so using minions. Zion, Musketeer, and double minions. Hello. Wait. Early initial push here, but now the giant. Ah, ông này. Hello, xin chào ông. Ở đây một great job. Đây là great job rồi. Great job bit rồi. Great job bit. Oh my, Tornado fail, come on, no way, trời ơi, đáng lẽ phải giết được Executioner, không tại sao để Executioner để counter Red Cap là một sai lầm, trời ơi, rắc. Rồi, tôi nhớ ông rồi. Oh my god, trời ơi, tại sao lại thả con Executioner đến counter Red Cap ạ, con Executioner nó quá tệ. Mình cũng xem lại cái pha xử lý lúc nãy nhé. Đợi trong thời gian họ một phút thì mình nghĩ là rắc anh ta không. Lần đầu tiên anh ta chơi Executioner, anh ta chơi tệ quá. Anh ta phải học học Aquiduc nhiều. Đây chúng ta chờ xem cái pha này. Không, cái pha này cơ. Đây cái pha này mình sẽ thua lại một chút. Đây tên này. I think he should boost the Executioner here and kill Zion first. Yeah, yeah. Executioner boost here. Zapater. Yeah, so he should boost Executioner here and Knight here. Change. Đây, mình phải nói là Executioner đặt ở đây và Knight đặt ở đây thì mới là hợp lý. Tại vì Executioner kết hợp với thôi là một chút bởi vì Jack lần đầu tiên mình thấy dùng Executioner. Đối với mình nó một cái mình chắc nó dễ hơn rất nhiều. Hot cycle maybe. Hot cycle and tornado. Yeah, I think right, it's a great job. Yeah. You're up against Jack. Tornado is a spell that you need. It's be quiet. It's like a prerequisite before you make the deck. Why don't you all the way from the back? Yeah, you do that interview. Well, thả con mất ở bên này thì sẽ đẹp như nào đấy? Yeah. Ah, Infernal Tower. Nice. Nice. Before the bar, locks onto the Infernal Tower. It does get locked, but does survive. Gets one, but Hog Rider still does wow, so nice.
Không có cần rồi, ok, đây là Earthquake. Vì vậy là anh ta sẽ có một cái bài được tốt hơn, đó là anh ta đập đập Furnace, đập Inferno sẽ lệch hơn một chút về phía bên này, bởi vì cái con X-Rayer Giant nó cái tầm ảnh hưởng của nó rất là xa, và khi mà mình đặt lệch một chút thì con cái nó vẫn nhìn thấy được cái Furnace. Inferno nhầm cái Inferno Tower chứ. Và bây giờ chơi Poison Hot Cycle với Poison và Inferno Tower. Cao tay đấy. Còn trong tên này sẽ dùng Tornado. Có Tornado rồi. Sẽ là bị lỗ. Một hit đến từ con Golden Cake, Golden Border chứ. Oh. Rồi, nice, nice. Cần phải đẩy hot nhanh hơn. Hoặc là dùng poison phản phủ. Đổi hướng rồi. Inferno đập bắt băng fire. Cần phải đép đép được binh đời méo đi. Hút đi. Nice, nice defense. Nice, nice, nice. Defense hay quá. Super quick cycle hot. One hit. Hơi chậm. Hay chưa? Lâu lắm rồi mới thấy Zack lại cao tay như này. Nếu mà đánh Hot Cycle trong con tên này thực sự là quá khó. Ui, đặt con Muscity nó bị lỗi rồi. Này, 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 ôi giời ơi, đặt con Muscity như vậy là lỗi rồi. Muscity nó phải đứng ở bên kia để bắn chứ. Trời ơi, một pha đặt lỗi của Zack mà anh ta đang bị giảm máu. Và bây giờ anh ta phải thủ rồi. Anh ta không công hóc nữa, Nếu công hóc trong tên này nữa là thua. Miner Hawk đẩy lên, tuy nhiên thì không này, đã Tornado, đã có Tornado rồi. Không được rồi. Nguy hiểm quá, Zack ơi. Đẩy Hawk lần nữa không? Chưa đủ người lì. Mà cũng chưa thể xoay được rồi. Đặt nó sinh tiền, tên này sẽ bị Earthquake. Có thể là như vậy. Nguy hiểm quá. Nếu mà chỉ cần một mạng. Snowman, Hawk lên! No! One hit! And poison coming! Poison coming! Poison coming! Hay quá, một pha đẩy Hawk một Snowman tuyệt vời. Nếu mà trong cái tên đấy mà dùng bằng Wiz, mà dùng bằng... Icy Bow, hoặc là X-Bow Cycle. Oh, Hot Cycle with Snowball. Hot Cycle with Snowball, yeah! Hot Cycle with Snowball. Bên kia là Icy Bow rồi. Nguy hiểm lắm. Icy Bow mà gặp đây này thì Hot thua. Nhưng mà liệu rằng đây là Icy Bow, Hot Cycle with Earthquake thì sẵn hợp lý. Tornado Electro đây là Golem rồi. We're battling chơi build deck để khác counter Hawk đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng xử lý xem Zack đánh như thế nào. Đây không, đây là Miner. Lava rồi. Lava có. Này em chết King Tower. Nice. But if it is the same deck as, you know, it's a rolling chart, Rare Zion. Là build deck của cái hack counter Hawk rồi. Oh, wait, Tornado. Expo is taking big risk. Inferno Tower again, nice. That's quick, good. Tuy nhiên thì trong cái tên này thì sẽ là khó, bởi vì là không có sự support của Musty thì gần như là rất là khó để có thể defend được con binh méo và combo Earthquake được. Khi mà chỉ có một tên thì tội. Mình nghĩ trong cái tên này nó đặt cái binh bắt đầu ngay. Khó là rất là khó rồi, vì là con Electro nó sẽ nằm ở đây. Hai con Musk defend như nào đây? Earthquake. Earthquake ngay cầu bị lỗi, hình như là bị lỗi. Đúng rồi, hình như bị lỗi.
Phải defend rồi, trong tuần này không thì công hóc được, công hóc công hóc là bị lỗi. Rồi, Musket thì rồi rồi rồi. Hợp lý hơn là việc mà công. Không có liều, không có lợi thế với Ellie thì không đi công. Thảo cùng là gì đây? Sao lại không có spell đây rồi, chỉ có snowball đây không? Miner sẽ bắt được Miner không? À, bắt được. Tuy nhiên thì Tornado và Hydroplus nằm xuống rồi. Thôi xong rồi. Không thể defend counter này rồi. Yes, hard counter. One more shot. No way, hard counter. Earthquake, yeah. Really? A few moments later. Ba tuần nữa sau đánh final của bảng, sau đánh final của CIL luôn, CIL Asia. Không là CIL. And also, I want to mention that Jack, he might go to like a P.E.K.K.A deck with the Hog Rider. Okay, Zach vs. Expo Master again, will win. Will win. Against Expo Master's Royal Giant deck. Đừng nghĩ, Zach mình sẽ không nghĩ là chơi Hog đâu. Có hai cái điều suy nghĩ ở đây đó là Zach sẽ chơi Hog hay không. Oh, góc ngay cái deck của... Cái deck, liệu rằng góc ngay cái deck của Xbomaster vừa đánh được. Ờ, Miner, đây là Miner Control rồi. Miner Control của B-Race. Tornado. Đây là Miner Control. Không, đây là Miner Minh Béo. Miner Minh Béo, đây là deck mà lúc nãy các bạn còn thấy là... Các bạn còn nhớ cái game cuối cùng mà Zach thua Xbomaster không? Đây là cái game đấy đấy, cái deck đấy đấy. 1000 damage. Oh, nicer. Vâng, sau lượng phút thì bây giờ hiện tại cần Ellie và cân bằng nhưng máu là có hơn chờ chút. Electro xuất hiện. Còn Bandit rất có 3 hit đến từ Miner. Lượng máu bây giờ là 1200, bên kia là 2100. Active King Tower rồi, 33 Yang sẽ chặn được lần này. Nhưng là hơi cao. Không có một hit đến từ 33, không có một hit đến từ Ghost. Hay quá, Zach đang có một lợi thế tuyệt vời. Và bây giờ Zach anh ta đúng là cao tay hơn rồi. Ừ. Không, đây là Minh Béo không nhỉ? Nếu mà Minh Béo lại không có Tornado, không có Poison, không có Spell thì chắc chắn là Zach sẽ thắng. Nhưng nếu thẻ cuối cùng là Poison thì Zach lại còn dễ đánh hơn nữa. Bởi vì rắc là khi mà anh ta sẽ đập Miner đẩy lên này, Miner đập đi. Đúng rồi, hợp lý, bởi vì... Rồi, có một hit into the Miner, tuyệt vời. Đây là Poison, Miner Poison, Bandit, H2O, IC, Wizard và Ghost. Tornado Lock. Và bây giờ thì... rắc sẽ anh ta sẽ dễ đánh hơn. Nhưng mà liệu cẩn thận anh ta sẽ tiếp đi phía bên trái, có đi... Khách xuất hiện rồi. Nhưng mà liệu... Oh, Earthquake! Một hit đến từ Barry! Một hit đến từ Minh Béo! Và chặn được tên này đi! Một lượng đam cực kỳ lớn. Phải chặn được con Bandit! Rồi, Active King Tower rồi. Miner bắt bài rồi. Earthquake đâu? Earthquake đây rồi và Minh Béo lên được Minh Béo không? Miner không có một đập, không nên cách phá trụ. Phá trụ đi, không được rồi. Nguy hiểm quá. Ôi, tao đau tim. Tao đau tim quá, man. Con mãi thổi xong rồi, trong đây được Poison. Thôi. Oh way, thôi xong rồi, Zach. Oh way, thôi xong rồi. One more time, Big Bang Master win. Ôi trời ơi. Hay quá, toàn những người cao tay. Toàn những người tay to rồi. Ok. Chúc mừng. Hôm nay thì OPGG Gaming đã đánh rất hay. Và cải thiện được cái kỹ... Cải thiện được cái... và là cái thứ hạng của chúng của đấy. Ok, chúc mừng Xbox Master, chúc mừng GoPy Gaming. Rồi, bye bye, see you.